Tấn Tài là hậu vệ phải số 1 của tuyển Việt Nam. Cậu ấy đang rất sung mãn, có sức vóc tốt. Tôi cũng từng nêu quan điểm trước đây rằng cánh phải nên để Tấn Tài đá chính, gặp đối thủ mạnh. Cầu thủ của câu lạc bộ Bình Định luôn có độ lạnh nhất định. Màn thể hiện trước Trung Quốc không chỉ xuất phát từ cái duyên của Tấn Tài trước đối thủ này. Có Tấn Tài cánh phải, tuyển Việt Nam có thể lên công về thủ rất đều. Đó là những gì mà bình luận viên Quang Huy chia sẻ về Hồ Tấn Tài sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước Trung Quốc tại vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á. Dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, Trọng Hoàng nổi lên là lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải của hàng phòng ngự của những chiến binh sao vàng. Cầu thủ xứ Nghệ ngoài việc sở hữu thể chất bền bỉ còn có khả năng tấn công rất tốt khi từng chơi vị trí tiền vệ. Tuy nhiên với chấn thương thoát vị đĩa đệm, dù cho anh đã có thể quay trở lại thi đấu, nhưng việc duy trì và giữ vững phong độ cao như trước đây rõ ràng là vô cùng khó khăn. Bài toán thiếu vắng Trọng Hoàng đã không còn khiến vị huấn luyện viên người Hàn cảm thấy quá đau đầu, bởi trong tay ông vẫn còn hai hậu vệ cánh rất tài năng khác là Vũ Văn Thanh và Hồ Tấn Tài. Nếu như cầu thủ của Hoàng Gia Lai thi đấu khá tròn vai ở vị trí này, thì Hồ Tấn Tài lại mang đến những nét tươi mới và thi đấu cực kỳ ổn định mỗi khi được trao cơ hội. Dù vậy, cầu thủ của Tobelen Bình Định lại chưa phải là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo ở vị trí hậu vệ phải. Trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Bình Định, cầu thủ sinh năm 1997 bước ra ánh sáng từ vòng chung kết U21 quốc gia 2015 khi cùng Bình Định giành huy chương đồng. Sau đó, anh được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên U19 Việt Nam. Hồ Tấn Tài trở thành trụ cột không thể thay thế, giúp U19 Việt Nam lọt vào bán kết U19 châu Á 2016 và giành vé dự U20 World Cup 2017. Tại sân chơi số 1 thế giới cấp độ U20, hậu vệ quê Bình Định được ra sân cả 3 trận đấu của U20 Việt Nam tại vòng bảng. Những tưởng đó sẽ là bước ngoặt để hậu vệ này bước ra ánh sáng, nhưng điều đó vẫn chưa xuất hiện. Hồ Tấn Tài hồi tưởng, càng trưởng thành lúc ấy tôi mới hiểu rõ được nỗi niềm của những người yêu bóng đá đất võ khi nhìn tình cảnh của bóng đá quê nhà lúc ấy. Thậm chí năm 2016 khi được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi tập trung cùng đội tuyển U19 Việt Nam để chuẩn bị cho giải U19 châu Á, tôi đã mặc cảm và tự ti khi so sánh mình với các đồng đội, bởi lẽ khi ấy tôi chỉ là một cầu thủ đang chơi ở giải hạng nhì của một đội vô danh như Bình Định. Việc có được thành công tại giải U19 châu Á giúp cho Tấn Tài lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Chính vị chiến lược gia này sau đó đã mời Tấn Tài đến thi đấu cho BKM Bình Dương. Hồ Tấn Tài khoác áo đội bóng đất Thủ Dầu Một trong vòng 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020 và tên tuổi của anh ngày càng được khẳng định. Hậu vệ này được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận đấu lượt về gặp Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019. Sau đó ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc, với những pha xử lý vô cùng tinh tế và đầy tốc độ, chính anh là người đã kiến tạo cho Tiến Linh trong cả hai bàn thắng, giúp U22 Việt Nam có thắng lợi 2-0 Trung Quốc. Đặc biệt sau khi Tài cùng các đồng đội giành được chiếc huy chương vàng lịch sử môn bóng đá nam tại SEA Games 30 năm 2019, cầu thủ này ngày càng tiến bộ và để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuy rất nhiều lần được gọi vào đội tuyển quốc gia, nhưng cái tên Hồ Tấn Tài lại ít được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng, đặc biệt là ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 vừa qua. Về điều này, hậu vệ Hồ Tấn Tài chia sẻ, một tuyển thủ ai cũng muốn được ra sân thi đấu, việc phải mài quần trên ghế dự bị đôi lúc cũng khiến tôi có chút chạnh lòng. Nhưng mình phải chấp nhận bởi có thể đó là ý đồ của huấn luyện viên trưởng. Đồng thời bản thân tôi tự nhủ mình luôn phải nỗ lực hơn nữa để khi cơ hội đến là phải nắm lấy. Ở AFF Cup 2020, hậu vệ này chỉ được ra sân ở trận gặp Lào, Campuchia. Anh có 14 phút thi đấu ở trận bán kết lượt đi với Thái Lan và không thể hiện được nhiều điều. Đến trận lượt về, anh ra sân từ đầu và chơi ấn tượng, nhưng mọi chuyện lúc này đã quá muộn. Đối đầu với đội tuyển Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, khi mà hàng hậu vệ tuyển Việt Nam khi ấy đang ở giữa cơn bão chấn thương, Hồ Tấn Tài nổi lên như một sự lựa chọn hàng đầu bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, trong trận đấu với các học trò huấn luyện viên Graham Arnold, Tấn Tài chỉ được vào sân trong 9 phút cuối trận và không kịp để lại ấn tượng gì. Nhưng cơ hội cuối cùng cũng đã đến với cầu thủ của Tobelen Bình Định. Ở trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, dù chỉ có mặt trên sân 20 phút, nhưng những gì mà Tấn Tài làm được trong trận đấu ngày hôm đó chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ nhớ mãi. Nhận được chuyền vượt tuyến của Hoàng Đức ở phút 80, Tấn Tài phá bẫy Việt Vị để thoát xuống, sau đó bằng hai nhịp xử lý để loại bỏ hàng thủ trước khi sút tung lưới Trung Quốc. Điều đáng nói, cầu thủ sinh năm 1997 chọn góc gần với khoảng trống quá hẹp để tung ra pha dứt điểm. Đây là một cực phẩm mà chủ nhân của bàn thắng phải sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, bên cạnh tự tin và năng lực bản thân mới làm được. Điều này thường thấy ở mẫu tiền đạo sắc lẹm nhưng khó như vậy mà một hậu vệ như Tài vẫn chinh phục và được thực hiện ở trận cầu đẳng cấp châu lục. Bàn thắng của Tấn Tài sốc lại tinh thần cho đồng đội và mở ra 10 phút giàu cảm xúc với bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 90.
tiếc rằng nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không được đền đáp khi Wurley có pha lập công ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+5 cho Trung Quốc. Khó tránh nỗi buồn thất bại nhưng góc độ tích cực mở ra cho người hâm mộ tia sáng hy vọng về Tấn Tài. Với Hồ Tấn Tài, cánh phải của đội tuyển Việt Nam trở thành mũi tấn công vô cùng lợi hại, khả năng tạt bóng có độ chính xác cao và những pha sút xa bên ngoài vòng cấm đã trở thành thương hiệu. Tài là mối nguy thường trực cho những hậu vệ biên ở cánh đối diện. Tuy nhiên, cầu thủ của Topelem Bình Định lại không thường xuyên được trọng dụng. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, ông không cần một hậu vệ cánh tấn công giỏi, đó là lý do trọng Hoàng. Với khả năng đánh chặn và đèo bám tốt lại được huấn luyện viên người Hàn này trọng dụng. Tấn Tài dù nổi trội về mặt tấn công, nhưng những khoảng trống sau lưng của hậu vệ này lại là mối nguy hiểm thường trực cho khung thành của đội tuyển Việt Nam. Điều đó khiến cho ban huấn luyện vẫn còn lưỡng lự khi lựa chọn anh cho một vị trí chính thức bên cánh phải. Nhưng trận đấu lượt về gặp lại đội tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình, cầu thủ quê Bình Định đã có một màn trình diễn đập tan mọi nghi ngờ về khả năng của hậu vệ này. Trên sân Mỹ Đình, Tấn Tài có cú đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Cầu thủ này đã thực hiện tình huống chọn vị trí, điểm rơi và thực hiện cú đánh đầu lái bóng vào góc cao một cách hoàn hảo. Anh không cho thủ môn Jan Jun Linh có cơ hội cản phá. Khả năng quan sát nhanh, chủ động chiếm những khoảng trống chính là vũ khí giúp Tấn Tài luôn để lại dấu ấn mỗi lần được trao cơ hội ở vòng loại thứ 3 World Cup. Anh chơi 4 trận, ghi 2 bàn thắng và là người có cú dứt điểm dẫn đến pha đá bồi vào lưới ô màn của Tiến Linh. Ở trận đấu này, Tấn Tài phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Anh có tỷ lệ tranh chấp tay đôi thắng lên đến gần 72%. Bên cạnh đó, anh còn thực hiện 2 tình huống giải vây, 2 pha đánh chặn và không bị qua người một lần nào. Tấn Tài cũng cho thấy sự hoàn thiện về mặt thể lực, sự tự tin và cả khéo léo. Khả năng tạt bóng của Tấn Tài cũng được duy trì ở mức khá tốt khi hậu vệ này có 4 lần tạt bóng, tạo ra 3 pha dứt điểm cho đồng đội và chỉ có 1 lần bị chặn lại. V-League 2022 là giải đấu mà Hồ Tấn Tài cùng Bình Định chơi tuyệt hay để đạt hạng 3 chung cuộc. Thậm chí cơ hội giành danh hiệu vẫn còn nguyên với đội bóng đất võ khi họ sẽ đối đầu với Hà Nội FC ở trận chung kết cúp quốc gia. Chắc chắn Hồ Tấn Tài sẽ phải nỗ lực hết sức cho danh hiệu này, vì đội trưởng của câu lạc bộ Bình Định đã từng một lần đánh bại nhà đương kim vô địch ngay tại sân hàng đẫy. Đó là những sự chạy đà hoàn hảo nhất để Hồ Tấn Tài bước vào AFF Cup 2022 với tư cách hậu vệ phải số 1 của đội tuyển Việt Nam. Từ chỗ còn chưa có tên trong đội hình cho đến kép phụ cho Văn Thành. Và giờ Tấn Tài đã tỏa sáng phát huy được điểm mạnh nhất của bản thân. Tại AFF Cup vào cuối năm nay, dù cho Trọng Hoàng đã trở lại sau chấn thương và vẫn còn đó người đồng đội Văn Thành bên hành lang cánh phải, nhưng với những gì đã thể hiện, huấn luyện viên người Hàn hoàn toàn có thể đặt niềm tin nơi hậu vệ cánh của Topelem Bình Định. Đó sẽ là cơ hội để anh khẳng định lại vị thế sau khi không được trọng dụng tại giải đấu diễn ra cách đây một năm. Và đó cũng là cơ hội để Tấn Tài tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã đưa anh ra ánh sáng để đạt được vị thế như ở thời điểm hiện tại. Xin chào các bạn, và lúc này các bạn đã có thể pre-order tập 2 của Bí ẩn Ozone và sẽ có một món quà rất đặc biệt. Đó là lịch thi đấu của World Cup 2022 được design theo phong cách của Bí ẩn Ozone. Hy vọng rằng là các bạn sẽ nhận được những món quà đó cùng với chữ ký của cá nhân tôi và một lời chúc của biên tập viên Anh Quân với những tâm trạng tuyệt vời nhất để hướng tới World Cup. Hãy pre-order ngay lập tức trên link mà các bạn nhìn thấy ở dưới đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Bí ẩn Ozone.